đang theo dõi là như vậy là Cát Bà Resort. Đây là biểu tượng của bãi cát Cò Ba, bãi tắm các bạn. Đấy. Đây hôm nay là ngày thường đấy các bạn nhé, hôm nay là ngày thứ tư cho nên rất là đông khách du lịch đến tắm tại bãi cát Cò Ba. Ba thành viên bất kỳ, ba thành viên bất kỳ đứng lên phía. À, hiện nay okay. Bãi cát Cò Ba là có một cái những thành viên còn lại chơi các bạn nhé. Ngồi xuống, rất là vui nhộn, đây là trò chơi làm hết sức chơi hết mình các bạn nhé. Đúng rồi, chúng ta sẽ chuyển người chơi ơi. Tôi xanh chuối đứng yên. Đứng yên đã có sự lựa chọn rồi, đứng yên không thay đổi, không thay đổi. Bây giờ sẽ có hai hình thức, ngồi sát lên nhau đi, ngồi sát lên nhau để chúng ta lấy được nha. Ngồi sát lên nhau, ngồi sát lên nhau nhá. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển từng thành viên một đang đứng ở phía bên trên. Có hai hình thức để chuyển, một là chuyển ngửa, hai là chuyển úp. Bây giờ các đội lựa chọn chuyển úp hay chuyển ngửa. Ơ cái đội này thật đấy, đổi đấy. Đổi đúng không? À chưa đổi à? Ok chưa đổi. Không đổi nhá. Lựa cái chuyển từ đầu hàng đến cuối hàng. Tất cả các thành viên ạ, để có lực chúng ta chính là những khớp nối. Chuyển người từ đầu hàng đến cuối hàng. Ngửa khó hơn. Bây giờ xin hỏi đội biển xanh, chuyển ngửa hay chuyển úp? Ngửa. Ngửa. Đội cát cò chuyển ngửa hay chuyển úp? Chuyển úp đi ạ. Úp, ok. Đội này chuyển úp hay chuyển ngửa? Ngửa. Ngửa dễ chuyển, úp chuyển dễ chuyển hơn ngửa. Ok chưa? Có cần thử không ạ? Đấy, đấy ví dụ thôi. Ví dụ thôi. Đấy, chúng ta sẽ chuyển như thế nhá, chỉ đỡ lúc đầu thôi. Đấy, đỡ lên trên, rồi chuyển xuống, tất cả giơ tay lên. Trời ơi. Đấy, như thế, chuyển đi. Chuyển, đúng rồi, như thế, không được đỡ nha, không được đỡ. Trời. Đó, em bảo chuyển úp cũng chuyển. Chuyển úp dễ hơn. Ôi, nhìn đội cắt cò đây này, chuyển rất chuẩn luôn. Thấy chưa? Đấy, người ta chuyển như thế cơ mà. Đúng rồi, cuối thả thoải mái kệ. Không quan trọng nha. Chuẩn bị nào, chuẩn bị nhá. Cuối kia chạy lên đây, đập tay vào thành viên thứ hai thì thành viên thứ hai mới được chuyển nhá. Ok chưa? Và thành viên cuối cùng đập tay vào MC nhanh nhất, đội đó sẽ giành chiến thắng. Ok, sẵn sàng chưa? Chuyển người, chuẩn bị 3, 2, 1. Cố lên. Chuyển nào, chuyển. Ngã là phải chuyển lại đó. Anh ơi, đẩy nhạc lên một tí cho em. Cố lên. Người cuối cùng chạy lên đây, đập tay thành viên thứ hai. Chịu nhanh lên, chạy lên. Chuyển người thứ hai. Tuyệt vời lắm nha mình ơi. Nhanh. Nhanh lên. Tiếp tục. Hay. Rồi. Cố gắng lên. Chưa. Người thành viên thứ hai về. Rồi, thành viên thứ ba. Chuẩn bị. Hay quá, tuyệt vời quá nha mình ơi. Em bảo chuyển úp đi. Ai đập tay vào MC nhanh nhất người đó giành chiến thắng này. Ok. Về nhanh nhất đó là đội cắt cò. Về thứ hai là đội biển xanh. Và về cuối cùng đó chính là đội gì nhỉ? Lớp chúng mình. Ok. Bây giờ sẽ có 1 phút để nhà mình nhá. Nhà mình uống nước nhá. 1 phút nghỉ ngơi. À, kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tôi di chuyển trực tiếp xuống bãi tắm cát Cò Ba các bạn nhé. Trực tiếp xuống bãi tắm cát Cò Ba để như vậy là ghi hình ảnh cho các bạn xem là khách du lịch hiện nay tắm ở dưới bãi cát Cò Ba đông như thế nào các bạn nhé. Rất là đông. Các thanh niên nam nữ như vậy là rất là đông các bạn nhé.
từ người cao tuổi đến người trung niên như vậy, đến các cháu thiếu nhi cũng rất là đông các bạn nhé. Toàn bộ khu vực này là khu vực bãi tắm của Cát Cò 3 các bạn nhé, toàn bộ rất là đông. Đấy các bạn thấy chưa, và khu vực này là hiện nay là sóng rất là to. Đấy, do vậy là toàn bộ khách du lịch là không dám tắm ở ngoài xa mà toàn bộ là lui hết vào trong phía trong này tắm các bạn nhé. Đây là toàn bộ khu vực này là buổi chiều tầm bây giờ là khoảng 17 giờ các bạn nhé, 17 giờ chiều ngày 22 tháng 6 năm 2022 là toàn bộ khu vực này là các bạn đang theo dõi là các khách du lịch ở các nơi đến đây tắm biển Cát Bà các bạn nhé. Do vậy là khu vực từ ngày Covid được thành phố Hải Phòng và toàn quốc khống chế thành công là như vậy là các khu du lịch như là Hải Phòng, Đồ Sơn, Cát Bà, Hải Phòng, Đồ Sơn, Hải Phòng, Bãi Cháy rồi như vậy là Tuần Châu của Quảng Ninh các bạn nhé. Thì cái lượng khách du lịch đến tham quan và tắm biển rất là đông các bạn nhé. Đây các bạn đang theo dõi khu vực này là toàn bộ khách tắm ở bãi ba của khu vực huyện đảo Cát Bà các bạn nhé, rất là đông. Các bạn nhìn hiện nay là sóng càng buổi chiều là sóng càng to, cho nên là khách du lịch tắm rất là hạn chế, không dám đi xa. Các bạn nhìn chưa, những con sóng lừng chưa, những con sóng lừng rất là to. Như vậy là khi mỗi con sóng vào cái là nâng con người ta cao lên, và như vậy là hạ xuống là như vậy là ngụp lặn lặn luôn, không nhìn thấy đầu đâu nữa. Các bạn đang theo dõi toàn bộ khu vực này là khu vực bãi Cát Cò 3. Đấy, toàn bộ khu vực này các bạn thấy chưa, càng về buổi chiều càng đông, càng về buổi chiều càng đông khách đến tắm các bạn nhé, rất là đông khách đến tắm. Thi đua theo hình thức như tiếp tục chúng ta lại quay về chương trình làm hết sức mình, chơi hết mình các bạn nhé, diễn ra tại bãi cò Cát Cò 3 của huyện đảo Cát Bà các bạn nhé. Làm hết mình và chơi hết mình các bạn nhé, diễn ra tại bãi Cát Cò 3 của huyện đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng các bạn nhé. Đây là một chương trình vui nhộn các bạn nhé. Đứng hơi soạn đang nhìn xem là có đủ 6 cái bao bố không? 3 đôi, 4 đôi, 5 đôi. Chương trình tất cả nhá, chúng ta sẽ đứng là 11 người, 11 người nhá. Còn lại các thành viên còn lại chúng ta sẽ cổ vũ hoặc đưa ra cách chơi. Đây, luật chơi như sau. Khi có hiệu lệnh nhá, mỗi đội chỉ 11 người chơi thôi. Đếm ở bên trong nhá, đủ 11 người thôi. Khi có hiệu lệnh tất cả các thành viên đều phải di chuyển ở bên trong bánh xe, không được dậm chân ra cát nhá. Cứ một thành viên chân dẫm ra cát sẽ bị trừ 10 điểm. Đủ 6 bao không? Đủ 6 không? Ok, chuẩn bị nào. Cuộc đua chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Từ vạch xuất phát về vạch đích thôi, rất đơn giản. Chậm mà chắc còn hơn là chúng ta phải dừng lại để chúng ta chỉnh lại hàng ngũ. Quá tuyệt vời. Đúng rồi, trái phải, trái phải, trái trái phải trái trái phải. Úi giời, úi đội ơi, đội biển xanh ơi, từ từ thôi. Biển xanh ơi, từ từ thôi. Trái phải, trái phải, trái phải, trời ơi. Sau 3 tiếng đếm, đội nào gấp lại cái chiếc bạt nhanh nhất á, gấp lại như ban đầu á, đội đó sẽ được cộng 20.000 điểm. 3, 2, 1. Gấp lại nha, gấp đều lại, chứ không phải là vun vo lại đâu. Gấp lại, gấp vuông vắn lại. Wow, tuyệt vời quá cái đội. Đội cắt cỏ rất nhanh. Trời ơi, đội biển xanh ơi, sao lại vo vún mà thế. Đội lớp chúng mình ơi, lớp chúng mình ơi,
Chúc mừng vẫn là đội cạn cò. Cạn cò 20.000 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi nhảy bao bố. Đồng đội tiếp sức nhá. Bước đầu chúng ta sẽ có hai chiếc bao bố. Ba đứng xa nhau ra. Rồi xin mời đội lớp chúng mình nào. Lớp chúng mình nào. Ừ, hai cái sau đội này dưới ba cái. Trả lại một cái. Đâu? Rách thì bỏ. Đấy, cái này không còn có ba. Đủ rồi á. Mỗi đội hai cái thôi. Ok, cái đầu tiên. Mỗi đội hai cái nha. Xin mời đội cắt cỏ bước sang bên tay trái của mình, Hùng Vương. Mỗi một lượt chơi chúng ta sẽ có bốn thành viên cùng nhảy nhá. Và chúng ta sẽ chơi theo hình thức tiếp sức nhá. Bốn thành viên lên trên quay về bốn tay vào nhau. Và đây ạ, đây là bài xuất pháp ạ. Chúng ta xoay ngang ra. Chúng ta nhảy bao bố này nhảy ngang nhá, không phải nhảy dọc. Đó, đúng rồi, chính xác. Đấy, ngang. Chúng ta sẽ có bốn rồi. Mỗi đội có 16 người chơi không ạ? Hay là 15 người chơi đó? Bốn thành viên, nghĩa là cặp đầu tiên á, nhá, nhóm đầu tiên lên. Xong bắt đầu xoay người nhảy về. Về tiếp sức về tới vạch xuất phát này thì bốn thành viên tiếp theo mới được xuất phát lên. Ok chưa? Rồi tiếp tục bốn thành viên vào. Và chúng ta chơi theo hình thức tiếp sức. Chúng ta sẽ có tổng bao nhiêu người ạ? 15 à? 16. Đội này mười mấy người chơi đây? Đủ 16 không ạ? 1 đôi, 2 đôi, 3 đôi. Ok, vậy chúng ta sẽ có 3 lượt chơi nhá. Chúng ta sẽ có 3 lượt thôi ạ. Nghĩa là sau cặp này, sau nhóm này sẽ còn một nhóm nữa. Ok chưa? Lấy cái bao bố của nhóm đầu tiên để vào vị trí. Ok chưa? Phổ biến luật chơi như sau. Nhóm đầu tiên di chuyển lên vạch tích nha. Quay ngược trở lại, quay vẫn nhảy nha, không được cầm bao về mà nhảy, tiếp tục nhảy về. Nhảy về thì bốn thành viên tiếp theo mới được xuất phát. Ok chưa? Nhảy về tới nơi, vỗ tay vào bốn thành viên tiếp theo thì bốn thành viên tiếp theo mới được xuất phát. Trò chơi nhảy bao bố tập thể chuẩn bị. Đứng đều nhau đi nhà mình ơi. Chơi chưa? Đội nào phạm luật sẽ bị trừ 5.000 điểm. Nếu một thành viên ngã thì chúng ta dừng lại. Đợi thành viên đó đứng dậy. Nhớ là nhảy không được đi đâu. Chuẩn bị. Nhảy 3, 4, 5, 6. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên. Nhạc ơi to lên, DJ. Cố lên. Con ơi, tránh ra, tránh ra. Xoay về. Có thể xoay ngược lại được. Trời ơi, xoay đi, xoay người thôi. Cần gì phải xoay cả bốn người đấy. Rất tốt. Trời. Vâng, đội biển xanh đang ngã liên tục. Cố lên. Nào. Hay quá. Tuyệt vời quá nha đội cắt cò ơi. Vâng, đội biển xanh vẫn cứ ngã thôi. Xoay lại. Đúng rồi. Lên, đúng rồi. Bốn thành viên vào bao tiếp theo. Lên nào. Lên đi. Rồi. Nhảy lên nào. Cố lên, đừng đi. Cố gắng nhảy nào, biển ngang tài, ngang sức. Lên nào. Rồi. Cố lên. Ok. Lên 2, 3, 2. Rồi đúng rồi. Trang. Wow.
wow, 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 wow. Và sau một hồi, cái bao của bạn được chứ có thể. Lên, cố lên, hai đội này chỉ ganh đua nhau xem đội nào về cuối cùng. Cố lên, hai đội cùng ngã luôn, không hiểu luôn, hai đội cùng ngã. Trời ơi, chúc mừng đội biển xanh về trước thôi, nước chúng mình. Rồi, gấp. Ok, cầm bao lên phía trên, trả lại cho ban tổ chức. Và bây giờ chúng ta tập trung này khu vực fan club. Ba hàng dọc tập hợp, ba hàng dọc tập hợp, ba hàng dọc. Bây giờ sẽ là màn quẩy này, bây giờ mới quẩy này. Bát rồi, quẩy lên. Âm nhạc ơi, chém lên một tí nào, đội nào quẩy mạnh nhất à? Lên nhạc anh ơi, lên nhạc nào, cho em nhạc to lên. DJ, cho em nhạc nhá, chuẩn bị nào, cho em nhạc nào. Đợi em tí em bấm chỉnh nhạc cơ. Tay đâu? Chuẩn bị nhá. Chưa phải nhạc, đợi một xíu nữa nhá. Chuẩn bị. Đội nào quẩy mạnh nhất này, mũ hoặc áo tùy mà quẩy là cầm lên nhau nhá, quẩy mạnh lên. Hey. Lên nào. Quẩy lên. Lên nào. 30 giây cuối cùng. Để lên những hình ảnh đẹp nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Bài nào. Hey. Quẩy lên nào. Tay ở đâu. Tay đâu. Chân đâu. Máu ở đâu. Chơi ở đâu. Anh em mình là cái gì nào. Ây. Tay nào, quẩy lên. Ok, cảm ơn DJ, cảm ơn sẽ chụp theo tìm. Có nhắc gì trước không? Bây giờ nhá, em thông báo lịch trình của chúng ta như này. Là chúng ta sẽ tắm đến 18:15 nhá. Sau đó nhà mình chúng ta lên nhá, 18:15 là khoảng đúng. Mọi người ơi. Giờ 9 mô ra ơi. Rồi các chị dồn lại đây ạ. Các chị thấy buổi chiều ngày hôm nay thế nào ạ? Và cuộc thi này sẽ là phần thưởng vô cùng to lớn dành cho team giành chiến thắng. Bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn là mình sẽ có chuyến đi Cát Bà này thật là nhiều ý nghĩa, cho tay thật cao ạ. Rồi bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn là chúng ta đi này, đi chơi về này, để có thưởng to nữa, giơ tay đó. Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vậy sau đây em xin phổ biến một luật chơi rất là đơn giản thôi ạ. Như anh chị đã thấy là trong team của chúng ta có rất là nhiều người đúng không ạ? Hơn 100 người. Và để đảm bảo cho cái chuyến đi này trở thành công tốt đẹp nhất thì ban tổ chức xin phổ biến cho anh chị một luật chơi. Đó là luật chơi theo nhóm. Bao nhiêu trong số các anh chị ở đây chúng ta đã có nhóm rồi ạ? Và đã biết nhóm trưởng của mình rồi ạ? Vâng, xin mời 7 nhóm trưởng của chúng ta lên trên đây ạ. 7 nhóm trưởng của chúng ta đâu rồi ạ? 7 nhóm trưởng. Vâng, các 7 nhóm trưởng chúng ta hãy vẫy chào đồng đội của mình đi ạ. Vâng, và luật chơi của chúng ta rất là đơn giản. Ban tổ chức sẽ chấm điểm theo các nhóm. Và tiêu chí của ban tổ chức là như thế này. Tiêu chí... Vỗ tay ạ, 100 điểm ạ. Nhóm nào đến muộn nhất sẽ bị trừ 50 điểm ạ.
Còn tất cả các nhóm sau và giữa thì sẽ được cộng 50 điểm. Được chưa ạ? Và đấy là luật thi, đấy là phần thi thứ nhất. Phần thi thứ hai đó chính là năng lượng nhiệt tình. Các anh chị có thấy team G9 của chúng ta năng lượng không ạ? Năng lượng không ạ? Rồi bây giờ em sẽ test năng lượng của anh chị nhá. Khi em hô G9 màu ra, các anh chị hãy đoàn kết được chưa? 1, 2, 3. G9 màu ra. Thế này là vẫn yếu. G9 màu ra. Thế này vẫn gần được rồi. Lần cuối này. G9 màu ra. Vâng, đây là năng lượng. Và em cần các anh chị chúng ta hãy duy trì năng lượng như này. Chúng ta sẽ tham gia cuộc chơi trọn vẹn 3 ngày 2 đêm. Thật là cháy, thật là vui, được chưa? Và nhóm nào năng lượng nhất, nhiệt tình nhất thì ban tổ chức sẽ được cộng điểm. Và cuối cùng sẽ được trao giải rất là đặc biệt, được chưa? Và phần thi cuối cùng đó chính là nhóm văn minh. Nhóm văn minh là chúng ta sẽ cùng check tất cả các nhóm, hoạt động nhóm làm sao, ăn ý hay không, xếp vào bàn ăn như thế nào, ăn có sạch sẽ hay không. Còn khi mà chúng ta tham dự team building này, chúng ta hãy để ý đến bối cảnh và yếu tố môi trường, được chưa? Chúng ta hãy dọn dẹp sau khi chúng ta chơi, được chưa? Để hình ảnh G9 màu da chúng ta luôn tuyệt vời, được chưa? Vâng, rất là tuyệt vời. Và ngay sau đây thì ban tổ chức sẽ tặng điểm cho một trong 7 nhóm ở đây. Nhóm nào nhận nhóm trưởng của mình nhanh nhất và ôm chặt nhất được cộng 100 điểm. 100 điểm cho nhóm nào nhận nhóm trưởng nhanh nhất. Đâu rồi, nhóm nào nhanh nhất. Đâu rồi, nhóm trưởng ôm chặt nữa vào, có khoảng cách không được. Vâng, nhóm nào đây. Vâng, tinh thần của chúng ta rất tuyệt vời. Lần đầu tiên ban tổ chức sẽ tặng cho anh chị quỹ tất cả mọi người cộng 100 điểm, được chưa? Và các anh chị hãy lưu ý tất cả những chỉ thị từ nhóm trưởng của chúng ta. Nhóm trưởng của chúng ta vô cùng quan trọng, các anh chị hãy để ý nha. Và ngay sau đây chúng ta sẽ có 30 phút, chúng ta sẽ tắm biển. Lưu ý của chúng ta là rất an toàn với các bạn nhỏ, được chưa? Sau khi tắm biển xong thì ban tổ chức sẽ thông báo và cuộc chơi chính thức bắt đầu cho các nhóm. Sẽ có giờ tập trung của các nhóm, được chưa? Chúc tất cả các anh chị tắm biển vui vẻ ạ. Ok nhà mình ơi, tập trung lại cái áo team ạ, cởi áo team giúp em nhá. Rồi chúng ta sẽ đi tắm biển. Và lúc về nhá, các team chúng ta sẽ tập hợp nhau và chúng ta đi cùng nhau nhá. Và nhà mình có thể đi bộ hoặc đi xe điện cũng được, tại vì chúng ta tắm thì chương trình như vậy là lớp người dưới cát các bạn nhé. Đây là có hai thanh niên như vậy, có lớp người như vậy, một người bạn như vậy dưới cát để có cái đầu lên thôi đấy. Các bạn đang theo dõi chương trình tiếp theo là bãi tắm Cát Cò 3 các bạn nhé. Hiện tại tôi đang có mặt tại bãi tắm Cát Cò 3 để ghi lại hình ảnh các khách du lịch xuống tắm biển. Các bạn xem, càng về chiều tối thì khách tắm biển càng đông các bạn nhé, rất là đông đấy. Càng về chiều tối thì khách tắm biển rất là đông, bởi vì là càng về chiều tối là rất là mát, thời tiết rất là mát, bầu trời như vậy là giảm nhiệt độ rất là nhanh. Toàn bộ khu vực Cát Bà hiện nay là tầm khoảng 30 độ thôi các bạn nhé, cho nên là thời tiết rất là mát, ngoài biển sóng đánh vào rồi gió rất là to, cho nên là nước rất là mát, thậm chí nếu mà ngâm lâu ở dưới nước là còn bị lạnh nữa các bạn nhé. Đấy, toàn bộ khu vực này là như vậy. Các bạn đang theo dõi khu vực bãi Cát Cò 3 là bây giờ như vậy rất là đông. Đấy, khách đến tắm biển rồi như vậy là tranh thủ live stream chụp ảnh, làm những cái kỷ niệm như vậy là trong những cái ngày đi tắm biển các bạn nhé. Đấy. Thế bây giờ như vậy là buổi chiều hôm nay là đã muộn rồi. Tôi xin kết thúc chương trình tại đây. Hẹn quý vị và các bạn lần sau các bạn nhé. Thì đã có một cậu bé này rất ngộ nghĩnh các bạn này. Rất ngộ nghĩnh cởi trần chuồng như vậy đi tắm biển các bạn nhé. Đấy, có một cậu nhỏ như vậy cởi trần chuồng đi tắm biển các bạn nhé. Đấy. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay là 22 tháng 6 năm 2022. Giờ này đã muộn, là khoảng 17 giờ 30 phút. Tôi xin dừng clip tại đây. Hẹn quý vị và các bạn dịp khác. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
dài của bạn nhé.